Rồi, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay lại với Việt Lao TV ha. Rất vui được gặp lại mọi người ha. Hôm nay mình tiếp tục bài MCSA 2019 ha mọi người. Bài 16 ha. Hôm nay mình sẽ làm cái bài về THCV ha mọi người. Dynamic Hot Configuration Protocol ha. Thì DHCP là mình cấp cấu hình á, DHCP là cấp IP tự động cho các máy tính trong hệ thống mạng ha. Thì thay vì mình phải đi đến mình nhập IP bằng tay ha cho từng máy. Ví dụ như hệ thống chúng ta có 100 máy đi ha, thì không thể nào mà đi nhập từng bằng tay từng 100 máy được. Cho nên mình phải setup một cái dịch vụ gọi là DHCP ha, để cấp IP tự động. Thì bài lab này mình sử dụng hai máy ha mọi người. Một máy là DC1 ha, domain controller ha. Một máy là BC1 ha. Windows 10. Rồi, giờ mình sẽ start hai máy lên ha. Rồi, mở hai Hyper-V lên mọi người. Rồi, giờ mình sẽ revert hai máy ha. DC1 revert. Rồi, máy thứ hai là máy PC1 ha, revert luôn. Thì trong cái bài này mà nếu mà mình có kết nối với lại modem ha, thì mình có thể tắt cái tính năng DHCP trong modem đi ha. Tại vì nếu mà trong hệ thống mạng mà có hai cái máy đều cấp DHCP hết thì nó sẽ loạn lên hết ha mọi người. Trong cái bài này mình làm lab ha. Cho nên mình sẽ tắt cái DHCP của con modem ha, nếu như mình kết nối với modem. Rồi mình start hai máy lên ha. Là coi như là trong hệ thống mạng của mình là không có máy nào cấp DHCP ha. Giờ mình sẽ cấu hình cái DHCP trên DC1. Rồi, mình sẽ mở cái nốt lên ha, mình ghi chú các bước cho mọi người ha. Rồi bước 1 các bạn mọi người. Mình đi cài đặt và cấu hình DHCP server ha. Rồi giờ mình sẽ mở cái máy DC lên. Mình lắp on ha. Rồi mình sẽ mở cái máy PC1 lên mình kiểm tra ha. Mình log on với lại domain admin luôn ha mọi người. Administrator ha. Rồi mình kiểm tra lại cái IP ha. Đây. Thì mặc định của mình là nó sử dụng là IP tỉnh ha mọi người, nghĩa là mình phải nhập bằng tay ha. Rõ ràng ha.
Rồi bây giờ mình sẽ tắt. Mình sẽ cho nó nhận IP tự động ha. Ok. Chắc chắn là sẽ không có rồi đó. Tại trong hệ thống mạng của mình hiện tại là chỉ có hai máy thôi. Không có máy nào cấp DHCP hết ha. Rồi bằng chứng mình sẽ kiểm tra nha. Đây kiểm tra trên máy client ha mọi người. IP config nè. Hiện tại là không có IP ha. Thì trong một hệ thống mạng nếu mà không có máy nào cấp DHCP á thì mặc định nó sẽ lấy tự cấp ha. Bằng cái giải địa chỉ là 169.254 ha mọi người. Rồi. Như là hiện tại là cái máy client này là chưa có IP ha. Chưa có nhận được DHCP từ DHCP server. Rồi giờ mình tạm thời mình sẽ đóng lại ha. Giờ mình sẽ đi cấu hình cái DHCP ha. Để cấp IP cho tất cả các máy. Rồi, bây giờ trên máy DC1 ha, mình sẽ cài DHCP server trên máy DC1. Rồi, chúng ta add role và feature ha mọi người. Rồi, before you begin net ha. Rồi, role bay net luôn ha. Rồi. Net. Rồi, ở đây chúng ta chọn cái dịch vụ là DHCP server ha. Rồi nó kêu mình add một cái feature ha, mình add feature luôn. Rồi net ha. Rồi net luôn ha mọi người. Rồi net luôn. Rồi bấm install ha. Rồi, chờ chút cho nó đi install ha mọi người. Rồi, sau khi setup xong ha, chúng ta bấm commit DHCP configure ha. Đấy, bấm vào. Rồi, cửa sổ description ha, mình bấm next luôn. Rồi, đến cửa sổ authorization ha. Mình phải xác thực cho mọi người. Rồi, mình chọn commit ha. Rồi, ok ha, bấm close. Rồi, cửa sổ Interim Project chúng ta chọn Cloud luôn ha. Ok. Vậy là chúng ta đã cài xong cái DHCP server ha mọi người. Rồi, mình tiếp tiếp theo ha. Rồi, mình sẽ đi tạo DHCP scope ha. Scope là cái giải IP ha. Và cấu hình DHCP option ha mọi người. Rồi, tiếp tục cấu hình ha mọi người. Giờ hồi nãy chúng ta cài đặt xong rồi ha. Giờ chúng ta sẽ đi tạo cấu hình. Rồi chúng ta mở install ha, DHCP. Rồi chúng ta lên ha. Rồi chúng ta bung DHCP ha. Bung DC1 ra. Chọn IPv4 ha. Rồi chuột chuột chọn new scope.
Rồi, welcome. Next ha mọi người. Rồi, ở đây chúng ta đặt scope ha. Scope 1 đi. Rồi, next. Ở đây nó sẽ quy định cho chúng ta ha. Chúng ta sẽ cấp IP từ cái giải bao nhiêu đến bao nhiêu ha. Rồi, start IP address 1. Chưa bấm 192.168.254. Rồi, ví dụ đây chúng ta cấp từ 100 ha. 100 cho đến 200. 192.168.254 200 ha. Mình cấp trong cái khoảng từ 100 cho đến 200. Rồi, next ha mọi người. Rồi, cửa sổ exclusion ha. Rồi, tạm thời mình chưa sử dụng cái option này ha. Rồi, mình chọn next. Rồi, thời gian ha, 8 ngày ha mọi người. Rồi, next luôn ha. Cấu hình DHCP option ha mọi người. Rồi, chúng ta chọn Z ha. Next. Rồi, ở đây có cái mục Default Gateway nè. Chứ nghĩa là địa chỉ của cái router ha, hay là modem của chúng ta ha. Rồi, chúng ta nhập vô ha, 192.168.254.251 ha mọi người. Như theo mô hình bài lab của mình ha. Rồi, add nó vô. Rồi, net ha. Rồi, trong cửa sổ domain name và DNS server ha, chúng ta kiểm tra ha, đúng ha, parent domain ha, đúng DNS server ha. Rồi, chúng ta net test WinS server. Ở đây chúng ta không có sử dụng WinS ha. Chúng ta chọn net. Rồi, nó hỏi mình có muốn active cái code này không ha, chúng ta chọn net luôn. Rồi, finish. Rồi, trong cái cửa sổ DHCP ha, bung scope 1 ra. Em kéo cái này qua chút xíu cho dễ thấy ha. Scope 1. Đây. Chúng ta kiểm tra cái address bool ha. 192.168.254.100.200 ha. Address li nè. Ok ha. Trong cái mục address list này mọi người thấy ở đấy không? Có cái BC1 ha, nó đã xin được IP rồi nè. 192.168.254.100 ha. Thì sau khi mình cấu hình xong mình start lên ha. Là nó sẽ cấp IP. Khi đó là cái máy BC1 nó đã nhận được rồi đó. Mình kiểm tra trong cái address list này ha. Ví dụ trong hệ thống chúng ta có 100 máy ha, thì 100 cái IP nó sẽ hiển thị ở đây ha, từ 100 cho đến 200. Rồi, chúng ta kiểm tra tiếp ha. Cấp option ha. Đây. Địa chỉ của router hay modem ha. DNS server ha, domain name. Rồi, chính xác rồi đó. Rồi, bước tiếp theo ha. Kiểm tra client nhận DHCP từ server ha. Kiểm tra client nhận IP động ha từ DHCP server. Đây, quay lại máy client ha mọi người. BC1 nè. Rồi, lúc nãy là mình cho nhận IP tự động là không có ha. Bây giờ mình nhận lại ha, kiểm tra lại thì nó sẽ có rồi đó. Đây, rõ ràng ha.
192.168.254.100. Rồi, đúng ha. Redly nha. Rồi. Chúng ta muốn coi đầy đủ thì chúng ta sẽ bỏ là IP config switch on ha. Đó. Thì chúng ta sẽ xem được nè. BC1 ha. DNS switch ha. Physical address nè. Địa chỉ MAC ha mọi người. Đây địa chỉ IP chúng ta là ha, 100 ha. Default gateway là 251, DNS server là 201 ha. DHCP server là 201, DNS server là 201 luôn. Rồi. Mình đã hướng dẫn mọi người cái lệnh IP config ha, cũng như IP config set on. Rồi, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái lệnh nữa ha. Đó là IP config set release ha. Có nghĩa là mình trả cái IP này. Release ha. Rồi, giống như là mình không nhận cái IP này nữa ha. Mình xin rồi xong rồi đó, coi như là máy mình tạm thời lại không nhận cái IP. Bây giờ mình sẽ xin lại cái IP ha. Renew. Rồi chờ xíu ha. Rồi, xin lại IP ha. Xin lại IP thành công rồi ha. IP config set renew. Mọi người nhớ cái lệnh này ha. Rồi. Rồi, tiếp theo bài xuất phần số 4 ha mọi người. Tạo một cái revert. Tạo một cái reserve version và cấu hình reserve version option ha. Mình vừa gõ mình vừa nói luôn. Thì cái gì reservation là cái gì ha mọi người? Có nghĩa là mình muốn cấp cho cái máy nào đó ưu tiên cấp địa chỉ IP cố định ha. Coi như là trong hệ thống chúng ta sẽ có nhiều máy, nhưng mà ví dụ ở đây mình sẽ lấy cái PC1 đi. Mình muốn là ưu tiên cho nó cấp cái địa chỉ là 100 ha. Tại vì cái thằng PC1 này nó thích số đẹp thì nó xin mình thôi, mình cấp cho nó là lúc nào cũng 100 hết á. Nói chung này là nhân viên đặc biệt ha. Rồi. Mình sẽ qua cái máy DC1 ha. Đây có một nè. Reservation ha mọi người. Khoan ha, bây giờ trước tiên á mình sẽ qua cái máy PC1 nè để cấp được cho nó cái địa chỉ IP ưu tiên ha, cố định. Coi như là cố định cho nó một cái IP ha, thì mình phải kiểm tra cái địa chỉ mà physical address cho nó ha, hay gọi là địa chỉ MAC á. Chúng ta IP config set on ha. Để chúng ta nhìn ha. 0015 5D C0 04 0A. Rồi mọi người nhớ cái địa chỉ này nha. Không không 15 ha. Rồi mình qua cái DC1 nè. Mình phải chuột vào cái reservation ha, mình chọn new. Rồi.
Đây mình nhỏ PC1 ha. Reservation. Rồi. Đây mình cấp cho nó cố định luôn địa chỉ IP100 ha. Rồi, mắc address ha mọi người. 00155D. 00 15 5D C0 04 0A C0 04 0A nhập cái chính xác ha. Đây là mình ghi chú thôi. Cấp IP cố định 100 cho PC1. Rồi mình kiểm tra lại cho đúng cái địa chỉ vật lý của máy đó ha. 00 15 5D C0 04 A0 00 15 5D C0 04 A0. Rồi chính xác ha mọi người. Cái mục đích của cái reservation này nghĩa là cấp ưu tiên cấp một IP cố định ha cho một cái máy nào đó. Rồi mình bấm add ha mọi người. Rồi close. Rồi trong cái ô reservation ha, mình chọn cái PC1 reservation nè. Mình phải chuột ha, config option. Rồi. Đây trong cái mục 006 ha, DNS server nè, chúng ta check vào ha. Chúng ta cấp cái địa chỉ IP của DNS server ha. 192.168.254.201 ha mọi người. Rồi, add. Ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua máy PC1 ha. Mình IP config securely. Rồi, trả lại IP ha. Trả lại thông số TCP IP. Rồi mình sẽ xin lại renew. Rồi, chờ chút ha. Rồi, đúng 100 ha mọi người. Rồi, mình IP config set on ha. Rồi, kiểm tra ha. Đúng 100 ha. Rồi, ok ha. Rồi, tiếp theo ha mọi người. Phần số 5 là cấu hình MAC address ha. Filtering. Filtering là mục đích cái phần cấu hình MAC address filtering này á, để cấm cái việc cấp IP cho cái máy
Đây là mình cụ thể là cái máy PC1 ha. Nó như là mask address filtering, nghĩa là mình filter cái địa chỉ mask của cái máy PC1. Nghĩa là mình không cấp IP cho cái máy PC1 ha. Cái mà phần ở trên đó là reservation, nghĩa là cấp cái IP cố định cho cái PC1. Còn phần ở dưới là mình sẽ cấu hình filter ha, chặn không cấp IP cho PC1. Rồi. Bây giờ hiện tại là PC1 đang nhận được IP ha. Bây giờ mình sẽ cấm không cho PC1 nhận IP. Rồi mình quay lại cái PC1 ha. Rồi mình qua cái phần filter ha mọi người. Filter. Rồi chúng ta phải chuột vào cái phục mà là deny ha. Chọn enable. Rồi, giờ chúng ta phải chuột chọn new filter ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ vật lý của cái máy PC1 ha. Mọi người còn nhớ không? 00 15 5D ha. 00 15 5D. C0 04 0A ha. C0 04 0A. Đây đã tiếp sinh ha, ở đây mình ghi mô tả luôn ha. Không cấp IP cho PC1. Ta bấm S ha. Rồi, close. Rồi, ở đây cái mục mà deny nè, chúng ta thấy nó màu đỏ nè ha, chéo nữa ha. Cái không cấp IP cho PC1 ha, cái địa chỉ MAC address hay còn gọi là địa chỉ vật lý đó, là 00 ha, 15 5DC0 040A ha. Rồi, hiện giờ chúng ta đã cấm ha, coi như là cái máy PC1 là không được nhận IP ha. Rồi chúng ta qua PC1 kiểm tra. Nãy là chúng ta có nhận IP rõ ràng ha. Chúng ta IP config nè. Xịt ghi ly ha, trả lại IP. Rồi, chúng ta IP config xịt ghi new ha. Rồi chúng ta chờ nữa, lúc này nó đi sinh ha. Nếu mà nó sinh không được thì nó sẽ tự phát sinh địa chỉ ha, 19.169.254. Rồi mọi người kiểm tra ha. Lúc này nó sẽ liên lạc với lại DHCP server nó sinh ha. Nhưng mà DHCP server thì nó nhìn thấy cái địa chỉ MAC của cái máy này ha, là đang ở trạng thái cấm. Cho nên nó sẽ không cấp. Rồi mọi người chờ chút xíu ha, nếu mà nó sinh không được thì nó tự động nó phát sinh cái địa chỉ 169.254 ha. Mọi người chờ luôn ha, cho nó kiểm tra thực tế luôn ha. Nếu mà bình thường mà nãy giờ mà không có cấm á, là nó xin được IP rồi. Vì do vấn đề bị deny ha. Đó, xin nãy giờ chưa được á. Một chút thì nó sẽ phát sinh cái địa chỉ .254.
Rồi mọi người thấy ha, nó xin hoài không được ha. Đây có xin lỗi ha, không thể liên hệ lạc được với lại DHCP server. Rồi mình gõ IP config lại kiểm tra nè. Rồi nó sẽ tự động phát sinh ha mọi người, 69.254. Rồi IP config sẽ on luôn nè. Rồi, hiện tại là không có IP ha mọi người, tại vì nó đã bị chặn ha. Rồi vậy là bài lab hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người xong ha. Thứ nhất là cài đặt và cấu hình DHCP server nè. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tạo cái scope option ha. Rồi kiểm tra client nhận IP từ DHCP server ha. Rồi thứ tư là chúng ta sẽ tạo một cái reservation ha, để cấp cố định một cái địa chỉ IP cho một cái máy nào đó ha. Và cái mục thứ năm đó là cấu hình MAC address filtering ha, có nghĩa là cấm một cái máy nào đó không cho nhận IP. Rồi mình bài lab mình xin tạm dừng ở đây ha mọi người. Rồi hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo ha. Rồi mọi người nhớ bấm chuông ha để theo dõi những cái bài lab mới nhất ha. Rồi xin chào mọi người nha.